Yo. Đức Tú xin kính chào quý khách hàng và các bạn. Trong clip này, Tú sẽ giới thiệu tiếp cho quý khách hàng và các bạn một sản phẩm tiếp theo trong series sản phẩm cục đẩy công suất chính hãng của Crown với dòng KVS. Các clip trước, Tú đã giới thiệu cho các bạn mẫu sản phẩm KVS 500 và KVS 1000. Và hôm nay, model KVS 700 là một model có thể nói là phù hợp nhất trong việc sử dụng trong các hệ thống như karaoke gia đình, karaoke kinh doanh và sân khấu chuyên nghiệp. Cục đẩy công suất KVS 700 với mức công suất cực khủng có thể đạt tới 2000W với loa trở kháng 8 ohm. Điều này sẽ giúp cho KVS 700 có thể sử dụng tốt trên các loa full bass 40 và các súc đơn bass 50, cho ra chất lượng âm thanh cực tốt. Cụ thể như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá dòng cục đẩy Crown chính hãng tới từ nhà cung cấp 3 sao này nhé. Ngay bây giờ thì đội ngũ kỹ thuật của HD Radio sẽ tiến hành mở sản phẩm cục đẩy Crown KVS 700 và chúng ta sẽ cùng nhau xem qua về các cái phần phụ kiện cũng như là mẫu cục đẩy KVS 700 có kiểu dáng thiết kế như thế nào nhé. Và ngay từ khi mở hộp thì các bạn có thể thấy hãng sẽ cung cấp cho chúng ta một dây nguồn để có thể sử dụng, và sản phẩm cục đẩy KVS 700 sẽ sử dụng là nguồn rời. Tiếp theo các bạn sẽ có một cái quyển catalog giới thiệu của hãng Crown với các dòng series từ KVS 300 cho đến KVS 1000. Và hãng cũng sẽ đi kèm cho quý khách và các bạn là một đôi tai để chúng ta có thể bắt vào tủ với cái dòng cục đẩy KVS 700. Và một điều đáng lưu tâm nhất trong dòng cục đẩy Crown của thương hiệu Crown thì các bạn có thể chú ý đến cái phiếu bảo hành chính hãng của công ty 3 sao như Tú đang cầm ở trên tay đây. Và trên phiếu bảo hành này cũng sẽ thể hiện về tất cả những cái nội dung liên quan đến bảo hành với sản phẩm cục đẩy Crown KVS chính hãng. Và tất cả các sản phẩm của cục đẩy Crown đều sẽ có phải có phiếu bảo hành này các bạn nhé. Vì nếu không thì sẽ không thể chứng minh được đây là hàng chính hãng. Và chúng ta có thể nhìn vào ngay phần sản phẩm thì hãng cũng sẽ để hai chiếc xốp rất là dày ở hai bên và kẹp cục đẩy ở giữa nhằm đảm bảo cho cái việc khi chúng ta di chuyển đem đi đem lại ở các cái khu vực lắp đặt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đưa cái cục đẩy này ra và xem về cái thiết kế. Thưa quý khách và các bạn, và đây là mặt trước của cục đẩy Crown KVS 700. Về thiết kế thì cơ bản KVS 700 cũng sẽ giống như Crown KVS 500 và 1000 về cỡ, chiều ngang, chiều cao và chiều sâu. Một điểm đáng chú ý thì dòng cục đẩy KVS 700 sẽ được thiết kế nguyên khối với tông chủ đạo là màu đen và phần phía mặt trên sẽ được sơn một lớp sơn tĩnh điện dạng sơn lì. Và các bạn thì thấy là cái khung của cục đẩy KVS 700 sẽ là khung thép 2U rất là chắc chắn và đảm bảo cho cái phần mà khi mà chúng ta sử dụng có thể để chồng các thiết bị lên nhau để có thể là đảm bảo về các cái linh kiện bên trong cục đẩy Crown KVS 700 được an toàn. Về thiết kế cơ bản mặt trước thì cục đẩy Crown KVS 700 vẫn là phía bên trái và bên phải là hai phần ô thoáng rất lớn mang thương hiệu logo Crown và thương hiệu model KVS 700 được in chìm ở phía bên này. Chính giữa sẽ có hai núm volume để có thể hiệu chỉnh dành cho CH1 và CH2. Và chúng ta sẽ có một nguồn ở đây để có thể khởi động được cục đẩy KVS 700. Ngay bên cạnh hai núm CH1 và 2 sẽ có hai dàn đèn thông báo về cái phần đèn khởi động, đèn single và đèn clip cũng như fail để có thể thông báo về lỗi cũng như là ngắt nguồn khi mà gặp xung đột cũng như là sử dụng không đúng cách với dòng cục đẩy này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem qua về phần mặt sau của cục đẩy KVS 700. Và đây là mặt sau của cục đẩy Crown KVS 700. Như các bạn thấy thì về bố trí thiết kế thì cũng giống như dòng KVS 500 và 1000. Bên trái dưới cùng chúng ta sẽ có phần cổng cắm nguồn. Ngay bên cạnh là sẽ có một quạt gió nhỏ.
Tiếp theo chúng ta sẽ có 4 cầu loa để có thể bắt vào cực âm dương ở chỗ này. Ngoài ra thì hãng cũng sẽ vẫn cung cấp cho ta đó là hai phần ngõ vào nhạc của jack Lutric. Vì là dùng cục đẩy công suất lớn có thể tiêu thụ đến 2000W, thế nên là Crown KVS700 cũng sẽ được các thiết kế nhà thiết kế của hãng Crown thiết kế hai chiếc quạt gió cực kỳ lớn ở khu vực này. Khi cục đẩy hoạt động thì hai chiếc quạt gió này sẽ hoạt động, và với mức công suất lớn thì sẽ có thể là giảm nhiệt cho cục đẩy KVS700 nhằm mục đích là sử dụng cho các nhạc mạnh, sử dụng trong thời gian lâu sẽ được giảm thiểu về vấn đề bị nóng khi sử dụng sản phẩm, đảm bảo cho cái phần linh kiện được tuổi thọ cao hơn. Phía trên cùng này chúng ta sẽ có một hàng nút gạt dành cho các chế độ sensitivity chọn điện 0.75V và 1.4V. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có một mode để có thể chọn các chế độ đánh như stereo, parallel và bridge. Thì đối với sản phẩm KVS700 thì công suất sẽ đáp ứng cho các bạn là 1000W khi mà chúng ta sử dụng với loa trở kháng 4 ohm ở chế độ stereo, và sẽ có thể sử dụng tới 700W trên loa trở kháng 8 ohm ở chế độ stereo. Đạt đỉnh có thể đạt tới 2000W với loa trở kháng 8 ohm. Các bạn có thể sử dụng với những cái loa sub đánh cho hội trường lớn. Đó, thì có thể là sử dụng đánh chế độ bridge, và cục đẩy KVS700 có thể hoạt động ở mức công suất cực lớn, có thể tới 2000W cho các bạn. Đối với giải tần đáp ứng của cục đẩy này sẽ đáp ứng từ 20Hz cho đến 20kHz, độ chênh lệch là 0 đến âm 1 dB. Và sản phẩm có trọng lượng là 9.7kg. Tiếp theo thì về phần ngõ vào thì hãng cũng sẽ thiết kế hai cổng input vào bằng cổng Canon dành cho CH1 và CH2 để cho khách hàng và các bạn có thể là kết nối được với những chiếc vang cơ và vang số để có thể đưa được tín hiệu xuống cục đẩy này hoặc là bàn mixer. Ngay phía dưới phần input chúng ta sẽ có hai cổng link để có thể là kết nối với các cục đẩy khác, với các loa khác, nâng cấp tùy theo phần hệ thống chúng ta có được. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại một vòng về cục đẩy Crown KVS700 hàng chính hãng 3 sao có thiết kế như thế nào, và phần chất âm là mình sẽ thử trên một đôi loa full bass 40 để chúng ta có thể xem được uy lực của KVS700 đến đâu nhé. Xin mời quý khán giả bạn. Trên sự thể hiện của đôi loa JBL KB2012 Bass 30 với mức công suất cực đại lên tới 1200W và hệ thống xử lý bàn mixer Yamaha MG Mix U. Xin mời quý khách và các bạn. Like you.
Vừa xong, quý khách hàng và các bạn cũng như Tú đã được trải nghiệm và khám phá mẫu sản phẩm cục đẩy công suất Crown KVS 700 chính hãng tới từ 3 sao. Để có thể trải nghiệm tốt nhất mẫu sản phẩm cục đẩy KVS chính hãng cao cấp này, thì xin mời quý khách hàng và các bạn có thể ghé thăm các showroom của HD Radio tại các chi nhánh miền Nam và miền Bắc. Ngoài ra, để xem thêm thông tin chi tiết, quý vị và các bạn có thể truy cập website của chúng tôi hdradio.vn cũng như gọi điện đến số tổng đài miễn phí 1800 0042 và để lại comment phía dưới clip để cho đội ngũ HD Radio có thể trả lời và support cho quý khách hàng nhanh nhất. Sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại cực sốc cũng như clip hỗ trợ kỹ thuật và giới thiệu sản phẩm. Quý khách hàng và các bạn có thể ủng hộ cho kênh YouTube của HD Radio bằng cách bấm chuông và subscribe cho kênh của chúng tôi để có thể theo dõi trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì Tú xin phép dừng clip tại đây và hẹn gặp lại quý khách hàng và các bạn trong các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.